Xin chào mọi người nhé, đây là con chim khuyên mình mua ở trên thành phố. Mấy cái video trước mình quay rồi. Thì con chim khuyên này mình đã nuôi được khoảng 1 tuần rồi. Đúng 1 tuần rồi mọi người ạ. Tuần trước mình mua, tuần này thì quay lại. Nhảy ghê vậy. Thật sự là mình không ở nhà với nó nhiều ấy. Ngày thì trong tuần đi làm suốt. Hôm nay thứ 7 được nghỉ thì mới quay lại được, chứ bình thường là cứ sáng cho nó ra đây, xong lại tối về thì là lại trùm mấy kia vào luôn. Đồ ăn cám với quả thì mình cho mỗi buổi sáng. Cho cáo lắm.